Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sinh ngày 14 tháng 11 năm 1955 và mất ngày 23 tháng 12 năm 2021, là một nữ nghệ sĩ cải lương người Việt Nam. Bà được xem là một trong những cô đào nổi tiếng bậc nhất trên sân khấu cải lương phía Nam. Bà được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sự nghiệp diễn xuất của bà bắt đầu từ rất sớm với đoàn hát Hoa Phượng của Bầu Trung. Trong một lần đi lưu diễn, đoàn gặp tai nạn lật ghe ở gần bến phà Vàm Cống. Bà được một kép trẻ là Thanh Điền cứu sống. Khi đó, bà chỉ là một cô đào mới 14 tuổi. Hai người nhờ đó mà phát sinh tình cảm. Sau khi đoàn Hoa Phượng tan rã, bà cùng nghệ sĩ Thanh Điền gia nhập đoàn Kim Trung, một đại bang lớn có đến 7 đoàn hát. Tại đây, bà gặp gỡ và có dịp được đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ lớn mà bà luôn xem là thần tượng, đó là Lệ Thủy và Mỹ Châu, hai cô đào nổi tiếng bậc nhất thời đó. Đây cũng chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của bà. Sự nghiệp của bà đạt đến đỉnh cao phải kể đến là vào những năm thập niên 70, sau khi được hãng đĩa Việt Nam mời bà ký độc quyền vào năm 1972 với ba bài tân cổ đầu tiên là Biển Tình, Yêu Lầm, Nhớ Người Yêu với nghệ sĩ Minh Vương, đã gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng, mở đầu cho hàng loạt những bài tân cổ giao duyên được bà thu âm, làm giới mộ điệu say đắm đến tận bây giờ. Năm 1973, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ lần đầu tiên kết hợp với nghệ sĩ Thanh Tuấn trong đĩa nhựa với kịch bản cải lương nổi tiếng Đường Gươm Nguyên Bá. Như một hiện tượng thời đó, liên danh Thanh Kim Huệ và Thanh Tuấn được khán giả nhiệt tình đón nhận và nhanh chóng trở thành cặp đào kép sáng giá ăn ý trên sân khấu lẫn thị trường băng đĩa. Vào năm 1974, đĩa hát cải lương Chuyện Tình Lan và Điệp được soạn giả Loan Thảo làm đạo diễn do cặp đôi Chí Tâm và Thanh Kim Huệ thủ vai đào kép, được tung ra thị trường và được xem là bản thu âm chuẩn mực nhất của tác phẩm. Năm 1975, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chính thức lên duyên vợ chồng cùng nghệ sĩ Thanh Điền. Khi đó bà mới 20 tuổi. Đến nay, ông bà đã có hai người con. Con trai là Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1977 và con gái là Nguyễn Đức Hồng Loan sinh năm 1986. Các nam nữ nghệ sĩ mà Thanh Kim Huệ có dịp biểu diễn chung là nghệ sĩ Thanh Điền, Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Chí Tâm, Trọng Hữu, Thanh Sang và một số nghệ sĩ lớn khác. Sau năm 1975, bà cùng nghệ sĩ Thanh Điền gia nhập đoàn hát Sài Gòn 1. Năm 1982 cũng được xem như là một cột mốc đáng nhớ cho cả Thanh Kim Huệ lẫn Thanh Điền với sự thành công rực rỡ của vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến, tạo tiếng vang lớn đến tận bây giờ. Đây vẫn là một huyền thoại trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Tính đến nay, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã có rất nhiều năm đứng trên sân khấu và luôn chung thủy với nghệ thuật cải lương. Bà luôn tìm ra cái mới, phá cách trong giọng hát để truyền tải đến người nghe những gì đặc biệt nhất. Mỗi khi người nghệ sĩ này cất cao giọng hát, người ta đều nhận thấy đây chính là Thanh Kim Huệ. Đó cũng là nét đặc trưng trong giọng hát của bà. Bà là một tấm gương lao động hăng say trong nghệ thuật. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.